và chương trình học thạc sĩ chuyên ngành hóa sinh tại Học viện Quân y năm 2023. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần tiếp tục tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành xét nghiệm hóa sinh, huyết học, vi sinh vật tại khoa sinh học Bệnh viện Beckin, Cộng hòa Pháp của trường ứng dụng Quân y Cộng hòa Pháp. Sau đó, Phó Giáo sư Trần tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành sinh học phân tử và tế bào tại Bệnh viện Henri Modot, Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp vào năm 2008. Không dừng lại ở đó, khi trở về Việt Nam, vào năm 2012, thầy tiếp tục học nâng cao bác sĩ chuyên khoa 2 tại Học viện Quân y. Sau đó, thầy giữ chức vụ chủ nhiệm môn kiêm chủ nhiệm khoa hóa sinh của Học viện Quân y. Trong suốt quá trình học tập, công tác, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Trần có 4 công trình nghiên cứu khoa học được công bố đăng tải trên các tạp chí quốc tế, cùng 29 công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí quốc gia và 5 công trình khoa học làm chủ trì. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào thứ 6 hàng tuần từ 15 giờ đến 16 giờ 30 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Tham gia chương trình, quý vị sẽ được cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng chương trình và làm bài post-test đạt từ 50% điểm trở lên. Nhanh tay đăng ký tham gia tại link sau. Hãy cùng chờ đón những thông tin bổ ích và nhiều điều thú vị diễn ra tại hội thảo. Mọi thông tin cần giải đáp về chương trình, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng. Số điện thoại 0853 134 568. Kính thưa quý vị, tôi là Trang, thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Chương trình hội thảo trực tuyến phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ 30 vào thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho quý vị những kiến thức mới nhất, liên tục và chất lượng trong lĩnh vực y tế, cũng như kết nối quý vị với những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Hy vọng quý vị sẽ có những phút giây bổ ích và thú vị khi tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech và trên LinkedIn. Quý vị chỉ cần link trên quét mã QR trên banner của chương trình, sau đó nhập cú pháp, họ và tên cùng năm sinh để tham gia chương trình qua một trong hai nền tảng trên. Hãy cùng chúng tôi khám phá những kiến thức mới, giá trị trong lĩnh vực sức khỏe và với những chuyên gia hàng đầu trong ngành ngay bây giờ. Kính thưa quý vị, trong những số phát sóng lần trước, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các y bác sĩ trên toàn quốc, mong muốn cập nhật thêm nhiều kiến thức về sàng lọc, chẩn đoán bệnh ung thư. Và để đáp ứng nhu cầu mong mỏi của quý vị, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm, thành tựu trong nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực này. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Trân, chủ nhiệm Bộ môn Hóa sinh Học viện Quân y, chủ nhiệm khoa Hóa sinh Bệnh viện Quân y 103, chuyên gia hóa sinh hệ thống y tế Medlatech. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình cùng toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, thì em xin gửi lời cảm ơn đến chuyên gia đã đồng ý tham dự cùng với chúng em. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì em xin mời chuyên gia Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Trân có đôi lời gửi đến toàn bộ quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Xin chào tất cả các quý vị theo dõi buổi thảo luận trực tuyến ngày hôm nay, và xin chào tất cả các quý đồng nghiệp. Hôm nay thì tôi rất vui vì có Medlatech kết nối giữa tôi với lại tất cả các quý vị ngày hôm nay để chúng ta cùng thảo luận một số các nội dung liên quan đến cái cập nhật giá trị xét nghiệm trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư. Rất vui mừng được gặp tất cả các quý vị và cũng rất mong nếu như các quý vị có câu hỏi hoặc là có vấn đề gì cần thảo luận thì chúng ta sẽ trao đổi trong cái buổi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia đã gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay ạ. Và một nội dung vô cùng hấp dẫn với chủ đề cập nhật giá trị của xét nghiệm trong sàng lọc chẩn đoán bệnh ung thư sẽ được chuyên gia Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Trân gửi đến quý vị ngay bây giờ. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể các quý vị, sau đây thì có lẽ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Tên chủ đề của chúng ta là cập nhật giá trị xét nghiệm trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư. Và trong bài ngày hôm nay thì chủ yếu để gửi tới các quý vị các cái xét nghiệm hóa sinh mà có giá trị trong sàng lọc chẩn đoán ung thư. Nội dung trình bày của tôi thì bao gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là nói đôi nét về dịch tễ bệnh ung thư. Thứ hai là nói về khái niệm của các tumor marker lý tưởng
Và thứ ba là trình bày cái ứng dụng lâm sàng của các cái tumor marker. Sau đây thì tôi sẽ đề cập đến nội dung chi tiết. Trên cái slide này thì các quý vị quan sát thấy là tỷ lệ 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu theo giới tính ở Mỹ năm 2019, thì chúng ta thấy là ở đây quan sát trên cái biểu đồ này, ta thấy là cái tỷ lệ bị ung thư, ấy, thì chiếm với một cái tỷ lệ là 21,4, tức là gần tương đương với lại tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch. Do bệnh tim mạch chiếm 24,3. Như vậy thì chúng ta thấy là đứng hàng đầu là bệnh tim mạch, nhưng đứng tiếp theo là nguyên nhân gây tử vong là do ung thư. Và chúng ta biết là tỷ lệ nguyên nhân tử vong do ung thư cao và gần tương đương với bệnh tim mạch. Trên cái slide này thì các quý vị nhìn thấy là tỷ lệ 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu theo tuổi ở Mỹ và thống kê vào năm 2019. Thì chúng ta thấy rằng ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở cái lứa tuổi từ 45 đến 64 tuổi. Do vậy việc tầm soát để chẩn đoán sớm là hết sức cần thiết. Và những cái lứa tuổi lớn hơn thì chúng ta thấy là nguyên nhân tử vong đứng hàng đầu lại là gì? Các bệnh tim mạch, Và như vậy thì ở cái lứa tuổi từ 45 đến 64, chúng ta phải thường xuyên tầm soát để chẩn đoán sớm ung thư. Và chúng ta biết là ngày nay với các phương tiện kỹ thuật hiện đại thì khi phát hiện ra ung thư không phải là giai đoạn cuối cùng nữa, và chúng ta luôn luôn có những phương pháp để chúng ta can thiệp, chúng ta điều trị, để rồi thì có nhiều trường hợp có thể chữa khỏi được ung thư. Về tỷ lệ tử vong do ung thư cao và không giảm đi trong vòng 50 năm qua, và nhìn trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là nếu ước tính đến năm 2030 thì số ca do ung thư tăng 45% so với năm 2011. Mười cái loại ung thư hàng đầu và tỷ lệ tử vong theo giới ở Hoa Kỳ thống kê năm 2017 thì người ta cũng thấy là cái tỷ lệ tử vong mà hàng đầu ở nam giới là ung thư tiền liệt tuyến, sau đó là ung thư phổi, ung thư phế quản, rồi tiếp theo là ung thư đại tràng, ung thư bàng quang. Đấy là ở nam giới. Còn ở nữ giới thì đứng đầu vẫn là ung thư vú. Xin lỗi có một chút trục trặc. Đứng đầu vẫn là ung thư vú, và tiếp theo thì là ung thư phổi phế quản, ung thư đại trực tràng, và tiếp theo nữa lại là cũng là ung thư tử cung và ung thư buồng trứng. Thì đấy là có sự khác nhau giữa hai giới, và ở đây thì chúng ta thấy là cái điều quan trọng là rất may mắn là bốn cái loại ung thư đứng đầu ở cả nam và nữ thì đều có các cái xét nghiệm để sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư. Chúng ta biết ung thư là một bệnh có nguyên nhân di truyền, và hầu hết các tế bào ung thư thì đều có sự bất thường ở trong cấu trúc di truyền của nó, trong khi mà mỗi tế bào bình thường thì có một cái nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường. Và chúng ta biết là trong cơ thể chúng ta thì thường xuyên có cái hiện tượng gọi apoptosis, hay chính là cái hiện tượng tế bào chết theo chương trình. Và rồi cùng với tế bào chết theo chương trình thì ngay lập tức có các tế bào mới sinh ra. Các tế bào mới sinh ra đấy tự nhân lên và để thay thế các cái tế bào cũ, và đồng thời để cho cơ thể chúng ta ngày càng phát triển. Và trong cái quá trình tế bào nhân lên đấy thì rất có thể có các tế bào bị đột biến. Nhưng chúng ta cũng biết là khi mà có các tế bào đột biến thì cơ thể chúng ta thường xuyên có hệ thống miễn dịch có thể nhận ra được và sau đó tiêu diệt những tế bào đó. Tuy nhiên tế bào ung thư là những tế bào mà nó hoàn toàn có thể thoát ra khỏi cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, và do vậy nó phát triển vô hạn độ. Và di căn thì có thể xảy ra khi mà những gen bất thường này đã được kích hoạt, và những gen này sản xuất các cái enzyme cần thiết để cho tế bào ung thư xâm lấn sang các mô khác và thâm nhập qua cái thành mạch máu. Và chúng ta biết là gì? Cái chiến lược về điều trị ung thư thì ở đây các quý vị quan sát thấy là khi khối u còn khu trú thì cái cách tốt nhất là phẫu thuật. Và phẫu thuật thì nếu chúng ta lấy được hoàn toàn các tế bào ung thư đi thì là bệnh nhân sẽ khỏi. Và thứ hai là nếu như không còn khả năng phẫu thuật thì chúng ta có các cái phương pháp điều trị khác, đó là phương pháp xạ trị hay là hóa trị. Thì hai phương pháp này là tương đối kinh điển. Tuy nhiên chúng ta biết là sự lựa chọn
giữa xạ trị và hóa trị cũng hết sức khó khăn. Bởi vì sau đó thì gì, các cái phương pháp xạ trị và hóa trị nó không chỉ tiêu diệt các tế bào ung thư mà nó cũng đồng thời là có thể tiêu diệt tế bào lành. Một cái liệu pháp mà gần đây chúng ta nói rất nhiều và sử dụng rất nhiều trên lâm sàng đấy là liệu pháp miễn dịch. Và liệu pháp miễn dịch thì lại đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất là dùng các cái thuốc để tăng cường cái miễn dịch của cơ thể để chống lại cái tế bào ung thư. Và cái hướng thứ hai là cái hướng mà dùng các cái thuốc gắn với các cái kháng thể để rồi các kháng thể đó dẫn trực tiếp cái thuốc để mang đến các cái tế bào ung thư, gắn lên tế bào ung thư để đánh trực tiếp vào tế bào ung thư và tiêu diệt tế bào ung thư một cách chọn lọc. Ngày nay chúng ta có rất nhiều các cái biện pháp liệu pháp miễn dịch, có nhiều thuốc mà cái đấy chúng ta thường dùng là điều trị đích chính là cái liệu pháp pháp mà miễn dịch này. Về chiến lược phòng và điều trị ung thư thì cái phòng đầu tiên chúng ta phải là phòng sơ cấp, tức là chúng ta loại trừ các phơi nhiễm với các cái yếu tố gây ung thư. Ví dụ như là yếu tố phơi nhiễm với phóng xạ thì chúng ta phải loại trừ hoàn toàn những cái yếu tố phóng xạ, hoặc là với các cái hóa chất mà gây ung thư thì chúng ta cũng phải loại trừ để không phơi nhiễm với cái hóa chất ung thư đó. Còn cái thứ hai là phòng thứ cấp. Phòng thứ cấp thì chúng ta phải cố gắng phải là thế nào? Chẩn đoán sớm. Nếu chúng ta chẩn đoán sớm được thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị khỏi bệnh ung thư. Cái chiến lược thứ hai là chẩn đoán sớm và sàng lọc. Thì đây chính mục tiêu của chẩn đoán sớm và sàng lọc là để loại bỏ khối u nguyên phát trước khi mà có di căn. Và rồi thì tiếp theo là đến mục điều trị. Thì điều trị ung thư thành công là chúng ta cần loại bỏ toàn bộ các tế bào ung thư, loại bỏ toàn bộ các tế bào ung thư. Và cái chiến lược tiếp theo là trong theo dõi điều trị. Theo dõi điều trị thì đây cũng chính là cái vai trò chính của các cái tumor marker. Thì các tumor marker có giá trị trong theo dõi điều trị. Và chúng ta biết là ung thư có thể phát triển ở bất cứ cái mô nào và bất cứ cơ quan nào ở trong cơ thể và cũng là ở bất cứ thời điểm nào. Do vậy việc tầm soát ung thư là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết. Nói về tumor marker thì cái khái niệm đầu tiên chúng ta đưa ra nó chính là cái gì? Là các dấu ấn sinh học được phát hiện ở trong máu, trong nước tiểu hoặc là trong mô và được dùng để đánh giá sự có mặt của một hay là nhiều loại ung thư khác nhau. Và chúng ta định lượng các cái dấu ấn ung thư thì có thể giúp phát hiện ra ung thư và biết đến sự hình thành, phát triển và đáp ứng với điều trị của một cái khối u ác tính. Đấy chính là cái khái niệm về tumor marker. Xin lỗi vì có một chút trục trặc về kỹ thuật, chúng ta lại tiếp tục. Như vậy chúng ta luôn luôn mong muốn là một cái dấu ấn ung thư lý tưởng là nó phải có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 100%. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta biết rất khó để có thể đạt được như vậy. Và hiếm có một cái xét nghiệm nào, một cái dấu ấn nào mà nó có thể cho chúng ta độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 100%. Bởi nếu có một xét nghiệm nào có độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% thì chúng ta chỉ cần một phương pháp đấy thôi là chúng ta đã hoàn toàn có thể chẩn đoán được bệnh đó. Và trên thực tế thì chúng ta thấy rất nhiều người lành cũng có thể có cái dấu ấn ung thư. Và ngược lại, người bệnh thì cũng rất nhiều các cái trường hợp hoàn toàn không thể hiện, không biểu hiện cái dấu ấn ung thư đó. Chính vì vậy mà chúng ta đưa ra tìm mọi cách để làm sao đấy để tăng cái độ nhạy và đồng thời tăng cái độ đặc hiệu. Độ nhạy hay chính là độ dương tính thật và độ đặc hiệu hay chính là độ âm tính thật. Khả năng chẩn đoán của một dấu ấn ung thư thì chúng ta thường nói đến một cái khái niệm gọi là khái niệm diện tích dưới đường cong, đúng không ạ? Diện tích dưới đường cong và cố gắng làm sao đấy để cái diện tích dưới đường cong làm sao đấy càng cao càng tốt, càng cao càng tốt. Và chúng ta thường gọi tắt là đường cong ROC, đúng không? ROC, người ta tính diện tích dưới đường cong.
và làm sao đấy để cái diện tích dưới đường cong càng lớn thì cái giá trị chẩn đoán của cái dấu ấn đó càng tăng. Một cái dấu ấn ung thư lý tưởng là như thế nào? Thì làm sao đấy nó phải chỉ được giải phóng từ mô ung thư. Chỉ được giải phóng từ mô ung thư. Thứ hai là có thể phát hiện khi mà khối u kích thước còn rất nhỏ. Điều này thì đương nhiên rồi, bởi khi khối u đã lớn, chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đã sờ thấy, chúng ta đã chụp x-quang thấy hoặc siêu âm thấy, thì đương nhiên là cái giá trị của nó rất là hạn chế. Tiếp theo là cái dấu ấn ung thư đấy, nó làm sao phải chỉ đặc hiệu cho một loại ung thư. Đương nhiên rồi, bởi nếu đã đặc hiệu cho nhiều loại ung thư thì chúng ta rất là khó xác định xem là nguồn gốc của cái khối ung thư đấy từ đâu. Tiếp theo là nó phải liên quan trực tiếp, tức là tỷ lệ với cái số lượng nồng độ của marker ung thư đấy, nó phải tỷ lệ với số lượng của tế bào ung thư. Ngoài ra những cái tiêu chí khác cũng hết sức quan trọng, đó là có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Độ nhạy như tôi nói ở trên, đính là độ dương tính thật và độ đặc hiệu hay chính là âm tính thật. Ngoài ra chúng ta còn có các cái chỉ số khác, ví dụ như là giá trị tiên lượng âm tính, dương tính, hay là có sự ổn định, hàng định, và người ta có thể định lượng được. Đồng thời là làm sao đấy để cái dấu ấn ung thư đó khi mà định lượng rồi thì cái giá thành nó phải tương đối hợp lý để người ta có thể sử dụng được. Và cho đến hiện nay thì người ta coi một cái dấu ấn ung thư lý tưởng nhất đấy là PSA. PSA trong chẩn đoán và theo dõi điều trị gì ạ? Bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến, PSA. Sang phần tiếp theo là ứng dụng lâm sàng của các tumor marker. Ứng dụng lâm sàng của các tumor marker thì mặc dù là có rất nhiều các cái tranh cãi, rất nhiều cái tác giả thì nói rằng tumor marker có giá trị vừa phải thôi, bởi vì độ nhạy, độ đặc hiệu của nó là tương đối thấp. Nhưng có nhiều các cái nhà lâm sàng cũng sử dụng các cái tumor marker này ở trong chẩn đoán, theo dõi điều trị. Bởi vì nó cũng có rất nhiều các cái ứng dụng khác nhau. Đầu tiên cái ứng dụng của nó là sàng lọc. Thì sàng lọc đối với các đối tượng có nguy cơ, ví dụ như là cái xét nghiệm cái tumor marker AFP trong bệnh nhân xơ gan thì có nguy cơ cao ung thư tế bào gan nguyên phát, tức là đối tượng nguy cơ cao, ví dụ như là viêm gan virus B hay là viêm gan virus C, thì khi chúng ta cho sàng lọc, cho làm một loạt các cái xét nghiệm AFP, mà nếu thấy AFP tăng lên thì khi đó chúng ta phải nghĩ là khả năng là đã xuất hiện các cái tế bào ung thư hay là ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Thứ hai là cái giá trị chẩn đoán ban đầu của các tumor marker, thì phần lớn các marker thì không phù hợp với chẩn đoán xác định ban đầu. Tuy nhiên một số marker có thể giúp ích trong chẩn đoán ban đầu, ví dụ như beta HCG trong chẩn đoán ung thư nhau thai, ung thư tinh hoàn, hay là AFP trong chẩn đoán ung thư gan, và rồi cancitonin trong cái chẩn đoán của cái tế bào tuyến giáp. Giá trị tiếp theo, ứng dụng tiếp theo của các tumor marker đấy chính là xác định vị trí khối u. Thì chúng ta thấy là nhìn chung thì các marker ung thư hiếm khi phù hợp để sử dụng trong định vị khối u, ngoại trừ một số các cái tumor marker, ví dụ PSA hay là PAP, thì chúng khi mà chúng ta thấy nồng độ của PSA và PAP tăng lên thì chúng ta nghĩ ngay đến gì? Ung thư tiền liệt tuyến. Thì đấy chính là gì? Cái giá trị mà định vị khối u. Ở một cái bệnh nhân hay là một cái người đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta làm một loạt các cái marker ung thư. Khi đó chúng ta sẽ thấy có một số cái marker ung thư tăng lên, ví dụ PSA tăng lên, thì ngay lập tức chúng ta nghĩ đến khả năng ung thư tiền liệt tuyến. Và khi đó các bác sĩ lâm sàng phải làm những cái xét nghiệm tiếp theo để kiểm tra, ví dụ đi siêu âm, thăm trực tràng để xem là tiền liệt tuyến như thế nào. Thậm chí là khi chúng ta siêu âm mà thấy khối u tiền liệt tuyến thì ngay lập tức chúng ta phải làm một cái xét nghiệm tiếp theo là free PSA, tôi sẽ trình bày chi tiết ở phần sau, để rồi chúng ta xác định xem là cái bệnh nhân này là u lành hay là u ác tiền liệt tuyến. Hay là ví dụ xét nghiệm mà chúng ta thấy CEA tăng lên thì ngay lập tức chúng ta phải cho gửi bệnh nhân đi kiểm tra những cái cơ quan khác. Chúng ta nghĩ đến ung thư đường tiêu hóa thì chúng ta phải kiểm tra xem là có vỡ dạ dày có vấn đề gì không, đi đại tràng có vấn đề gì không, hay là chụp phổi xem là có ung thư phổi không. Thì đấy chính là cái giá trị của cái tumor marker trong định vị khối u cũng như là trong định hướng chẩn đoán.
Về cái giá trị tiếp theo hay là ứng dụng tiếp theo của các tumor marker, đấy chính là việc phân chia giai đoạn. Thì chúng ta thấy là khi marker liên quan đến kích thước của tế bào khối u và tình trạng di căn, vì chính vì cái sự tỷ lệ này cho nên người ta cũng sử dụng cái nồng độ của các tumor marker để làm sao để phân chia các cái giai đoạn. Phần tiếp theo là ứng dụng của tumor marker trong tiên lượng bệnh. Thì một số marker có giá trị tiên lượng, ví dụ như là CEA, khi mà nồng độ CEA tăng lên tới hàng nghìn đơn vị thì khi đó là tiên lượng xấu, hay là ung thư gan mà chúng ta thấy AFP tăng lên đến 2.000, 3.000 nanogram trên ml thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tiên lượng là rất là xấu. Về cái theo dõi trị liệu thì đây chính là cái giá trị quan trọng nhất của các tumor marker. Chỉ đến quan trọng nhất bởi vì sao? Bởi nó xác định cho chúng ta biết là cái ung thư đấy đã được điều trị khỏi hay là đã tái phát hay không. Thì nồng độ dấu ấn ung thư giảm về bình thường cho biết khối u đã được lấy đi hoàn toàn, và nồng độ của các dấu ấn ung thư vẫn cao dai dẳng sau khi đã giảm một thời gian ngắn thì cho biết là các còn sót các tế bào ung thư hay là di căn. Và nồng độ các dấu ấn ung thư tăng sau một giai đoạn trở về bình thường sau phẫu thuật thì cho biết là có khả năng đã tái phát bệnh. Thì đấy chính là cái giá trị theo dõi trị liệu. Đây là một cái chỉ định hay một cái ứng dụng hết sức quan trọng của các tumor marker. Và như vậy thì hy vọng rằng 100% bệnh nhân bị ung thư trước khi sử dụng các liệu pháp điều trị thì bệnh nhân phải được định lượng các tumor marker. Nếu một tumor marker nào đấy tăng lên thì ngay lập tức nó được sử dụng để theo dõi trị liệu, để theo dõi trị liệu thay vì chúng ta làm các cái xét nghiệm xâm lấn là sinh thiết hay là làm các cái xét nghiệm có thể gọi là phức tạp hơn, đắt tiền hơn như là chụp X quang, MRI, thậm chí là PET-CT vân vân, thì chúng ta định lượng cái nồng độ dấu ấn rất có giá trị. Về ứng dụng cụ thể của tumor marker cho các loại ung thư thường gặp thì trên hình ảnh này chúng ta kể từ đầu xuống chân, từ trên xuống dưới. Đầu tiên là dấu ấn NSE, chúng ta dùng cho cái gì? Ung thư của nguyên bào thần kinh. Và ngoài ra thì NSE còn tăng trong cái ung thư phổi và ung thư một số các cái trường hợp khác nữa. Về dấu ấn CEA-SCC thì là dấu ấn ung thư của đầu cổ và thực quản. Và chúng ta biết là gì, CEA nó còn có thể tăng trong rất nhiều các cái ung thư khác nhau, trong rất nhiều các ung thư khác nhau. Ví dụ ung thư tuyến giáp thì CEA cũng tăng lên. Ngoài ra thì ung thư tuyến giáp chúng ta có một cái dấu ấn khác là TG calcitonin. TG calcitonin tôi sẽ đề cập chi tiết ở phần sau. Ung thư phổi chúng ta có CEA, CYPRA211, NSE, ProGRP và SCC. Ung thư gan chúng ta có AFP, APL3, PITK2. Ung thư dạ dày chúng ta có CA724, CEA và một cái dấu ấn mới nữa đó là pepsinogen. Ung thư tụy chúng ta có CA199. Ung thư đại trực tràng chúng ta có CEA, CA199, CA724. Rồi thì ung thư tế bào mầm chúng ta có AFP hay là beta-HCG. Rồi ung thư lympho chúng ta có beta-2 microglobulin. Ngoài ra thì ví dụ như ung thư vú chúng ta có CA153. Rất hay được sử dụng. Ung thư tử cung buồng trứng chúng ta có HE4, CA125 và CEA cũng như là CA724. Ung thư tiền liệt tuyến chúng ta có PSA và free PSA. Đấy là chúng ta kể tên một loạt các cái marker ung thư thường được sử dụng trên lâm sàng, sử dụng rất là thông dụng. Tiếp theo thì tôi sẽ xin trình bày cụ thể một số các tumor marker trong một số các cái bệnh lý, các cái cơ quan cụ thể khác nhau. Trước tiên là các dấu ấn trong ung thư biểu mô tế bào gan, trong ung thư biểu mô tế bào gan. Chúng ta biết là có hai loại ung thư ở gan, đó là ung thư nguyên phát và ung thư thứ phát. Đấy. Ung thư nguyên phát thì là ở tại gan, còn ung thư thứ phát là các cái ung thư mà di căn từ các cơ quan khác đến gan. Nếu mà di căn từ các cơ quan khác đến gan thì nó sẽ biểu hiện các cái dấu ấn của các cái cơ quan đích. Thế còn ung thư nguyên phát ở gan thì lại được chia làm 4 loại. Chúng ta phân loại như này để rồi sẽ có các cái marker ung thư tương ứng. Thì cái đầu tiên là ung thư biểu mô tế bào gan, chúng ta biết là HCC là từ các tế bào gan phổ biến ở nam giới và người bị xơ gan. Đây là cái loại ung thư gan cũng rất là phổ biến. Tiếp theo là ung thư đường mật hay là còn gọi là ung thư biểu mô đường mật thì xuất phát từ các cái ống mật, các cái đường mật ở trong gan. Tiếp theo là u nguyên bào gan thường thấy ở trẻ em dưới 4 tuổi và u máu ác tính là xuất phát từ mạch máu gan và phát triển rất là nhanh.
Ung thư biểu mô tế bào gan thì có rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ. Đầu tiên là do xơ gan tiến triển, ví dụ như là viêm virus viêm gan mãn tính hay là bệnh gan do rượu, rồi thì gia đình có cái tiền sử bệnh ung thư gan hay là ăn phải aflatoxin. Aflatoxin là một cái loại nội độc tố của các cái nấm mốc, mà đặc biệt là nấm mốc ở các cái hạt ngũ cốc, trong đó đặc biệt là các hạt ngũ cốc chứa dầu thì có rất nhiều các cái nấm mốc mà aflatoxin, và loại nấm này rất là độc, có khả năng ung thư gan rất là cao. Và các cái nguyên nhân, các cái nhóm nguyên nhân khác nhau, ví dụ do viêm gan B, viêm gan C thì chiếm tới trên 50%, trong đó bệnh gan do rượu rất phổ biến ở châu Âu, và ngày nay thì tỷ lệ ngày càng tăng ở Việt Nam, thì chiếm khoảng 30%, số còn lại là bệnh gan không do rượu và aflatoxin. Và trong cái ung thư biểu mô tế bào gan thì chẩn đoán sớm là cái điều kiện tiên quyết để điều trị thành công. Chúng ta biết là ung thư biểu mô tế bào gan nếu phát hiện sớm mà phẫu thuật cắt bỏ được hoàn toàn thì bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi bệnh. Tuy nhiên nếu mà chẩn đoán muộn thì tỷ lệ sống sau 5 năm còn rất là thấp, rất là thấp. Chúng ta biết là trước đây nếu mà siêu âm mà phát hiện ra khối u gan thì gần như là giai đoạn cuối cùng rồi, rất khó có thể điều trị được, rất khó có thể điều trị được. Về giám sát cái ung thư biểu mô tế bào gan thì có rất nhiều các cái hướng dẫn khác nhau, thì các hướng dẫn đấy người ta nói gì, đầu tiên là của cái hiệp hội gan mật Hoa Kỳ thì khi khuyến nghị cho cái giám sát là ở người trưởng thành bị xơ gan thì người ta khuyến cáo là gì, là phải siêu âm này, và có hoặc không có cái xét nghiệm AFP cứ 6 tháng một lần. Đây là ở các cái đối tượng mà người trưởng thành bị xơ gan. Hiệp hội ở châu Âu thì một số các trường hợp ví dụ như là bệnh nhân xơ gan, trẻ em giai đoạn AB, giai đoạn C chờ ghép gan, vân vân, rất nhiều các trường hợp khác thì người ta cũng nhấn mạnh rằng có thể sử dụng cái tumor marker AFP. Có thể sử dụng AFP. Tuy nhiên vấn đề này thì ở trong cái hiệp hội của gan mật châu Âu thì cũng tương đối tranh cãi, và rất nhiều tài liệu nói rằng AFP không được khuyến nghị với bệnh nhân mà viêm gan thể hoạt động, và người ta chủ yếu tập trung vào siêu âm. Thế còn hội gan mật châu Á Thái Bình Dương thì nói rằng siêu âm và AFP mỗi 6 tháng. Ngoài ra thì ở cái hiệp hội châu Á Thái Bình Dương còn thêm một cái dấu ấn nữa, đấy là PIPK2 và AFPL3, PIPK2 và AFPL3, tôi sẽ đề cập ở phần sau. Việc ung thư biểu mô tế bào gan giám sát ở bệnh nhân có nguy cơ cao thì siêu âm ấy thì được khuyến nghị, nhưng chúng ta biết là siêu âm cũng có những cái khó khăn nhất định. Đầu tiên là phụ thuộc vào chất lượng thiết bị và kinh nghiệm của người siêu âm, đúng không nào? Kinh nghiệm của người siêu âm. Thứ hai là vì ở bệnh nhân xơ gan thì sự thay đổi xơ hóa nhu mô gan, cho nên phát hiện ra được các cái khối u gan, đặc biệt là khối u còn nhỏ thì cũng tương đối khó khăn. Đặc biệt là ở những bệnh nhân mà béo phì hoặc là tăng cân quá mức thì cái việc mà siêu âm phát hiện ra khối u gan khi còn rất nhỏ là vô cùng khó khăn. Do vậy mà người ta có các cái dấu ấn ung thư, có các dấu ấn ung thư để người ta tầm soát. Cái dấu ấn đầu tiên trong ung thư gan mà cũng rất hay sử dụng đấy là AFP, chắc chắn là các bác sĩ lâm sàng cũng đã rất là quen thuộc. Thì AFP được dùng trong chẩn đoán và theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát ở người bị xơ gan hay là viêm gan mạn. AFP tăng hơn 90% trường hợp bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Việc sử dụng của AFP và CEA để phân biệt ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát và ung thư gan do di căn hay là do các cái ung thư khác, và AFP ngoài ra còn có thể tăng trong cái ung thư tinh hoàn. Việc tăng AFP và HCG trước phẫu thuật là một cái tiên lượng rất là xấu, đấy là dấu ấn ung thư AFP. Tuy nhiên thì AFP cũng có thể tăng không đặc hiệu trong một số các cái trường hợp, ví dụ như là viêm gan virus, viêm gan mãn, xơ gan hay là ung thư gan nguyên phát. Tuy nhiên trường hợp này thì chỉ tăng từ tối đa là gấp 2 đến 3 lần thôi. Thì nó tăng không đặc hiệu. Tuy nhiên chúng ta phải kết hợp thêm những cái xét nghiệm khác nữa để chúng ta khẳng định cái chẩn đoán có phải là ung thư biểu mô tế bào gan hay không. Trong bối cảnh lâm sàng của viêm gan mãn, xơ gan tiến triển, nếu như AFP tăng liên tục thì cần theo dõi cái khả năng có biến chứng ung thư rồi. Ngoài ra thì AFP ấy, thì có thể kết hợp với các cái marker khác để chẩn đoán xem là có phải ung thư di căn hay không. Ví dụ như AFP kết hợp với CEA trong cái việc mà sàng lọc cái ung thư đại trực tràng, hay là kết hợp với CA19-9 để sàng lọc trong các cái trường hợp mà ung thư tụy.
Cái dấu ấn tiếp theo là một cái dấu ấn tuy là không quá mới nhưng mà cũng chưa được sử dụng phổ biến trên lâm sàng. Đấy là dấu ấn PIK2. Vậy PIK2 là gì? PIK2 chúng ta tạm gọi là thiếu vitamin K hay bệnh nhân HCC. Thì PIK2 là protein D gamma carboxy prothrombin, từng viết tắt là DCP, tức là tên gọi PIK2 còn có tên gọi khác là DCP. Nó là sản phẩm bất thường của prothrombin do rối loạn sự carboxin hóa của gan trong quá trình tạo thành thrombogen. Và bình thường thì tiền chất prothrombin trải qua carboxin hóa phụ thuộc vào vitamin K của 10 gốc cái acid glutamic ở đầu tận cùng N của chuỗi polypeptide để sản xuất ra phân tử prothrombin tự nhiên. Và trong cái ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát thì sự chuyển dạng này bị cản trở do carboxylase bị ức chế dẫn đến tích lũy của DCP, và đó chính là lý do tại sao chúng ta sử dụng cái DCP hay là PIK2 để chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư gan. PIK2 là dấu ấn sinh học của ung thư biểu mô tế bào gan, có rất nhiều các cái nghiên cứu lâm sàng đã khẳng định cái điều này. Nó có thể hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan này, để có thể chẩn đoán phân biệt các cái giai đoạn sớm với lại sơ gan có độ nhạy cao đến 92%. Và rồi PIK2 có liên quan trực tiếp với kích thước khối u. Nồng độ cao của PIK2 liên quan đến cái tiên lượng xấu và sự kết hợp giữa PIK2 và AP làm tăng cái độ nhạy và độ đặc hiệu. Và chúng ta biết là như ở trên chúng ta trình bày, với một cái dấu ấn sinh học thì nếu nó có độ nhạy độ đặc hiệu 100% thì chúng ta không cần phải nghĩ đến một cái xét nghiệm khác nữa. Tuy nhiên các cái dấu ấn ung thư thì rất tiếc là không phải như vậy, phần lớn thì nó có một cái độ nhạy độ đặc hiệu hạn chế, cho nên người ta phải tìm ra được những dấu ấn khác nữa để bổ sung vào. Trên thực tế thì cùng là biểu ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát, tuy nhiên có những cái khối u thì nó biểu hiện cái AFP, nhưng cũng có cái khối u thì lại biểu hiện cái PIK2. Do vậy khi kiểm tra mà có khối u ấy thì người ta làm cả hai dấu ấn này để xem dấu ấn nào tăng. Nếu dấu ấn nào tăng thì người ta sử dụng cái dấu ấn đó để tầm soát, để theo dõi điều trị sau này. Tiếp theo là các dấu ấn trong ung thư đường tiêu hóa. Trong ung thư đường tiêu hóa thì chúng ta nói đến đường tiêu hóa, chúng ta tính từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non và sau đó là ruột già và phần cuối cùng là phần trực tràng. Thì chúng ta biết là ung thư đại trực tràng thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm khoảng 90% nếu được chẩn đoán sớm. Và chúng ta biết là rất nhiều trường hợp khi mà phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u thì bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi. Khám sàng lọc và là giải pháp then chốt giúp kiểm soát ung thư đại trực tràng. Và các cái dấu ấn ung thư tuy không hữu ích trong sàng lọc do thiếu độ đặc hiệu nhưng hỗ trợ tích cực trong định hướng chẩn đoán và tiên lượng đánh giá hiệu quả điều trị. Cái dấu ấn đầu tiên của ung thư đường tiêu hóa đấy là CEA, và như ở trên chúng ta đề cập thì CEA nó tăng rất nhiều trong các cái trường hợp ung thư khác nhau. Tên đầy đủ của CEA là carcinoembryonic antigen, đây chính là kháng nguyên bào thai. Chúng ta có thể nói là kháng nguyên bào thai, mà chúng ta biết là các tế bào ung thư thì nó thường là các cái tế bào non. Gần đây thì người ta cũng rất nói rất nhiều đến cái khái niệm về tế bào gốc ung thư, cancer stem cell, tế bào gốc ung thư, tức là các tế bào ung thư thì nó rất là non và nó biểu hiện một số các dấu ấn của các cái tế bào gốc. Dấu ấn của tế bào gốc và đây là kháng nguyên bào thai, cho nên khi mà tế bào ung thư ấy nó non, nó quay trở về cái giai đoạn mà tế bào gốc thì nó biểu hiện cái CEA hay là nồng độ CEA tăng lên. CEA thì thường được sử dụng để theo dõi tái phát và điều trị bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư trực tràng. CEA tăng là cái dấu hiệu về điều trị không hiệu quả hay là tái phát. Nồng độ CEA đạt cao nhất khi có di căn tới xương hay là tới gan, và CEA là cái dấu ấn đầu tiên hay là tiên phát hay là thứ phát trong ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tụy, ung thư buồng trứng hay là ung thư tuyến giáp. Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng thì cũng khẳng định là cái xét nghiệm CEA, CA19-9 phối hợp với các phương pháp khác để theo dõi và chẩn đoán ung thư tái phát di căn sau điều trị. Thì cũng có cái hướng dẫn hay là cái tài liệu của Bộ Y tế khẳng định về việc sử dụng cái dấu ấn này.
Cái dấu ấn tiếp theo là CA724. CA724 thì khi nói đến cái dấu ấn này, chúng ta thường nghĩ đầu tiên là đến cái ung thư biểu mô dạ dày. Ung thư biểu mô dạ dày. Tiếp theo là nó có thể tăng trong ung thư biểu mô buồng trứng, ung thư biểu mô đường trứng trứng, và rồi thì ung thư đại trực tràng CA724. Về truyền thống thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó là dấu ấn của ung thư biểu mô dạ dày, nhưng thực ra nó cũng có thể tăng trong ung thư biểu mô buồng trứng và ung thư đại trực tràng. Dấu ấn tiếp theo trong ung thư dạ dày mà gần đây người ta hay nói tới đấy là pepsinogen 1 và pepsinogen 2. Pepsinogen 1 và pepsinogen 2. Chắc chắn là nhiều tác giả rất quen với cái tên mà pepsinogen, bởi vì bản thân nó là cái enzyme tiêu hóa, enzyme tiêu hóa. Và cái yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày thì ngày nay không bàn cãi nữa, chính là cái vi khuẩn Helicobacter pylori. Helicobacter pylori có mối liên quan chặt chẽ, hay đây chính là yếu tố nguy cơ của cái ung thư dạ dày, yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày. Có rất nhiều các vi khuẩn virus gây ung thư, ví dụ ung thư máu thì chúng ta có HTLV1, hay là ung thư gan thì chúng ta có HPV, HCV, ung thư buồng trứng thì chúng ta có HPV, và đặc biệt trong ung thư dạ dày thì chúng ta ngày nay chúng ta đã xác định nguyên nhân chủ yếu là do Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Vậy pepsinogen là gì? Pepsinogen chính là tiền enzyme của enzyme pepsin, và nó có dưới hai cái dưới đơn vị, hai dưới típ, đấy là pepsinogen 1 và pepsinogen 2. Pepsinogen 1, đây chúng ta nhìn quan sát ở trên bản cái màu xanh đây, thì chủ yếu tiết ra ở vùng tâm vị, vùng thân vị. Thế còn pepsinogen 2 thì gần như là toàn bộ dạ dày có thể tiết ra. Pepsinogen 2 thì gần như toàn bộ dạ dày có thể tiết ra được cái loại pepsinogen này. Chúng ta chú ý đến cái khoảng trống ở đây là vùng hang vị, vùng hang vị. Thì quá trình tiến triển của viêm teo dạ dày thì nó đi từ dưới lên trên, từ vùng hang vị lên vùng tâm vị, từ vùng hang vị lên vùng tâm vị. Đây là tiến triển của viêm teo niêm mạc dạ dày do HP. Và dựa theo cái tiến triển này thì nó đầu tiên nó sẽ giảm vùng tiết của pepsinogen 1, sau đó thì bắt đầu mới giảm pepsinogen 1, và rồi giảm tỷ lệ từ pepsinogen 1, pepsinogen 2, tức là theo cái tiến trình của quá trình viêm, nó bên viêm từ dưới lên trên như thế này. Và rồi người ta đưa ra cái phương pháp ABC method, ABC method để người ta xác định hay là để chẩn đoán cái ung thư dạ dày mà trên cái nền của một cái viêm viêm dạ dày, viêm teo niêm mạc dạ dày do vi khuẩn HP. Chúng ta nhìn trên quan sát cái hình ảnh. Đầu tiên là một cái niêm mạc dạ dày bình thường với HP âm tính và pepsinogen bình thường. Cái tiếp theo thì chúng ta thấy có cái viêm teo niêm mạc dạ dày, thì khi đó HP dương tính, nhưng mà tuy nhiên cái pepsinogen được tiết ra vẫn bình thường. Giai đoạn tiếp theo thì cả HP dương tính và pepsinogen đều bất thường, và giai đoạn cuối cùng thì khi mà vi khuẩn HP không còn tồn tại nữa, mà chúng ta chỉ có cái gì thay đổi cái nồng độ pepsinogen, thì khi đó là chúng ta thấy là tiên lượng rất là xấu và có khả năng đã là ung thư rồi. Người ta cũng đưa ra cái thuật toán ở đây thì chúng ta thấy là gì, có cái thuật toán gọi là ABCD. Ví dụ như là nếu như trường hợp mà pepsinogen, cái test là pepsinogen âm tính và cái vi khuẩn HP cũng âm tính, thì ở đây chúng ta đây các giai đoạn của ung thư dạ dày, tiến triển của ung thư dạ dày, A là bình thường này, B là bắt đầu là viêm này, tiếp theo là tiến triển viêm teo, và cuối cùng là cái nguy cơ là khả năng ung thư dạ dày. Và sự đây chúng ta có thể coi đây chính là thuật toán, hay chính là một cái ma trận. Nếu như mà HP âm tính, pepsinogen bình thường, thì là ở A tức là dạ dày hoàn toàn bình thường, thì cái thuật toán này cũng được sử dụng tương đối nhiều ở trên thế giới, tương đối nhiều trên thế giới. Về kết luận về pepsinogen trong ung thư dạ dày thì thứ nhất là HP là gây viêm teo niêm mạc dạ dày, cho thấy nguyên nhân chủ yếu của ung thư dạ dày. Xét nghiệm pepsinogen phản ánh chính xác sự phát triển của viêm teo niêm mạc dạ dày, và kiểm tra pepsinogen và phương pháp ABC
có hiệu quả cao trong tầm soát ung thư dạ dày và kiểm tra pepsinogen cho thấy tính khả thi trong đánh giá kết quả điều trị nhiễm HP. Do vậy, chúng ta bổ sung thêm cái xét nghiệm pepsinogen, pepsinogen 1, pepsinogen 2 trong tầm soát cái ung thư dạ dày bên cạnh các dấu ấn khác, ví dụ như CEA hay là CA724. Tiếp theo là cái chỉ dấu ung thư tụy. Ung thư tụy thì chúng ta có CA199, một cái dấu ấn ung thư cũng tương đối là được sử dụng phổ biến trên lâm sàng. Thì CA199 là dấu ấn của cái ung thư tụy. Nồng độ CA199 liên quan đến kích thước tụy và nó là dấu ấn đứng thứ hai sau CEA trong các trường hợp ung thư biểu mô đường mật hay là ung thư trực tràng hay là di căn gan. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế, tức là CA199 có thể tăng trong cái viêm đường ruột, trong xơ gan hay là bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống hay là xơ cứng bì, tức là tăng không đặc hiệu trong một số trường hợp. Tuy nhiên những trường hợp này thì nó thường tăng và với mức độ từ 2 đến 3 lần, và cái sự tăng này thì tương đối ổn định, nó không tăng liên tục theo thời gian giống như ung thư. Và một cái hạn chế nữa là CA199 thì có liên quan tới cái nhóm máu Lewis, và đối tượng có cái Lewis âm tính thì không tổng hợp được CA199, cho nên ở những cái trường hợp này, những cái đối tượng này ấy, thì dù có ung thư thì CA199 cũng không tăng. Tiếp theo là cái chỉ dấu ung thư vú, chúng ta có cái dấu ấn CA153. Thì CA153 được chỉ định trong điều trị, theo dõi và chẩn đoán tái phát phát hiện di căn của ung thư vú, và trên thực tế thì CA153 cũng tốt hơn cái CEA trong phát hiện di căn của ung thư vú. CA153 cũng như CEA thì không phải dấu ấn tin cậy trong phát hiện sớm ung thư vú, và chúng ta biết là tầm soát ung thư vú thì cái đầu tiên, bởi vì chúng ta biết là phát hiện dễ dàng dưới siêu âm, thậm chí khám lâm sàng người ta cũng có thể phát hiện được. Và cũng nên nhớ rằng khi mà CA153 đã tăng ở những bệnh nhân ung thư vú, tức là khi đó thì các tế bào ung thư đã ra khỏi bao rồi, đã ra khỏi cái vỏ rồi, cho nên là nồng độ của nó tăng lên trong máu là một cái dấu hiệu tiên lượng tương đối xấu. Ngoài ra thì CA153 tăng có thể gặp trong các trường hợp ung thư phế quản, buồng trứng, ung thư tụy hay là ung thư trực tràng. CA153 cũng có thể tăng không đặc hiệu trong các cái trường hợp xơ gan, viêm gan, bệnh buồng trứng, trong ung thư phổi hay là ung thư vú. Về cái chất chỉ dấu ung thư tuyến giáp thì chúng ta có cái TG, viết tắt là TG, nhưng mà tên đầy đủ của nó là tiroglobulin. Tiroglobulin hay chính là tiền thân của cái T3, T4, thì có giá trị trong theo dõi điều trị ung thư tuyến giáp sau khi cắt bỏ tuyến giáp. Một cái dấu ấn khác là calcitonin. Thì bản thân calcitonin là cái polypeptide được tạo thành trong các tế bào cận nang trong tuyến giáp, và nó có thể chẩn đoán và theo dõi tái phát di căn của cái ung thư tế bào C. Phần tiếp theo là cái marker ung thư phổi. Thì trên hình ảnh chúng ta thấy kể tên đến 5 cái marker khác nhau, và khi chúng ta có nhiều marker khác nhau thì điều đó chứng tỏ rằng không có marker nào có cái giá trị đặc hiệu 100% cả, cho nên chúng ta phải có nhiều các marker khác nhau để chúng ta bổ sung vào trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Marker đầu tiên là CEA, cái tên mà chúng ta nhắc rất nhiều ở trên. Cái marker tiếp theo là CYPRA211, SCC, NSE và ProGAP. Chúng ta biết là trong phân loại ung thư phổi thì người ta chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là ung thư phổi tế bào nhỏ, và nhóm thứ hai là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó chiếm khoảng 20-25% toàn bộ ung thư phổi, tiến triển nhanh, tiên lượng xấu. Thường khi phát hiện thì đã di căn rồi, xuất phát từ trung tâm của phế quản. Và cái yếu tố nguy cơ người ta thường nói là do hút thuốc lá. Thế còn ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chiếm khoảng 80%, và trong cái nhóm này thì người ta lại chia làm nhiều các cái nhóm khác nữa, cụ thể là ung thư biểu mô tuyến, rồi ung thư tế bào vẩy và ung thư tế bào lớn, các cái dạng khác nhau của cái nhóm thứ hai là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và tùy theo cái phân loại này chúng ta có các cái tumor marker khác nhau để chẩn đoán. Thì ở đây trên hình ảnh chúng ta thấy là cái CYPRA211 và SCC thì có cái gì? Có cái giá trị cao trong chẩn đoán cái ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thế còn NSE và ProGAP, NSE và
Prozap thì ưu tiên cho cái chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ. Ung thư phổi tế bào nhỏ. Và trên hình ảnh này chúng ta thấy là gì? Cái tỷ lệ mà ở trong cái ung thư phổi tế bào nhỏ thì Prozap, Prozap thì có cái gì? Có cái độ nhạy cao nhất, cao nhất. Và ngược lại thì sao? Trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chúng ta thấy là có cái gì? Có Cipra 211 và SCC, Cipra 211 SCC thì có cái độ nhạy cao nhất. Phần tiếp theo là ung thư tiền liệt tuyến. Ung thư tiền liệt tuyến chúng ta có cái dấu ấn PSA, PSA, và như ở trên chúng ta đã đề cập, đây chính là một cái tumor marker lý tưởng nhất. Bởi vì sao? Nó chỉ được gì bài tiết bởi tiền liệt tuyến, nó chỉ liên quan đến tiền liệt tuyến thôi. Thì PSA là gì? Là có bản chất là glycoprotein này được sản xuất ra bởi tế bào tiền liệt tuyến bình thường và ung thư và không theo nhịp sinh học. Nó có giá trị trong chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị. PSA là dấu ấn hiệu quả nhất trong phát hiện ung thư tiền liệt tuyến. Chúng ta biết PSA thì có hai dạng, một dạng là dạng kết hợp gắn với ACT hay là chính là alpha chemotrypsin. Thế còn một dạng là dạng tự do. Dạng tự do. Bình thường nếu như bác sĩ chỉ định xét nghiệm PSA thì đấy chính là PSA toàn phần, người ta định lượng toàn bộ cái nồng độ PSA này. Thế còn thì khi nào mà nồng độ PSA tăng lên thì khi đó người ta mới chỉ định cái PSA tự do. Trên cái hình ảnh này muốn nói cái gì? Muốn nói rằng với cái nồng độ dưới 2 nanogram trên ml thì là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường. Thế còn thì trong cái giai đoạn từ 2 đến 4 thì bắt đầu có một số người bình thường cũng có thể có cái nồng độ PSA ở trong cái khoảng này. Đặc biệt là ở cái nồng độ mà từ 4 đến 10 nanogram trên ml thì có rất nhiều người có cái giới hạn nồng độ ở trong cái khoảng này. Thì nếu mà nồng độ PSA trên 10 thì chắc chắn chúng ta phải sinh thiết rồi. Sinh thiết để chúng ta xác định xem là có phải ung thư tiền liệt tuyến hay không. Tuy nhiên ở nồng độ 4 trên 10 này thì thay vì sinh thiết thì người ta cho chỉ định xét nghiệm free PSA. Free PSA. Và nếu như free PSA với cái nhóm mà có cái nồng độ PSA từ 4 đến 10 nanogram trên ml thăm khám trực tràng không có nghi ngờ ung thư mà giá trị ngưỡng 26% của free PSA cho độ nhạy 94,4%, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như cái nồng độ PSA tự do mà cao hơn trên 26% thì trong đó thì chúng ta có thể nói là gần 95% là bình thường. Xét nghiệm này nó giúp cho cái gì? Giúp cho việc chúng ta giảm bớt các cái trường hợp phải sinh thiết, giảm thiểu số ca sinh thiết không cần thiết, bởi chúng ta biết sinh thiết tiền liệt tuyến là một cái xét nghiệm xâm lấn rất là đau đớn, cho nên là có cái xét nghiệm free PSA để chúng ta giảm cái tỷ lệ mà chúng ta phải sinh thiết. Khả năng ung thư tiền liệt tuyến càng cao khi cái tỷ lệ phần trăm PSA tự do càng giảm. Và nó cũng là cái cung cấp cái bằng chứng giúp ích cho bác sĩ lâm sàng đưa ra cái quyết định xem là có sinh thiết hay không sinh thiết, có điều trị hay không điều trị, phẫu thuật hay không phẫu thuật, chính là cái free PSA. Gần đây thì một số công ty, gần công ty Beckman Coulter đưa ra một chỉ số khác là chỉ số PHI nhé, chỉ số PHI thì nó sử dụng kết quả định lượng của xét nghiệm P2 PSA, PSA và free PSA để từ đó tính ra cái chỉ số PHI. Cũng có người gọi là chỉ số phi. Cái công thức tính toán này thì chúng ta không cần nhớ, bởi vì chúng ta có thể search trên Google và để rồi chúng ta điền các con số vào, nó tự tính toán và đưa ra các cái giá trị tham chiếu khác nhau. Thì chỉ số phi này theo quan điểm của tôi thì nó cũng có giá trị tương tự như là free PSA. Về độ tuổi và nguy cơ của cái ung thư tiền liệt tuyến, độ tuổi và nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến thì tuổi càng cao thì cái nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến càng cao. Và như tôi đã đề cập ở trên thì PSA được coi là cái tumor marker lý tưởng, và nếu ở châu Âu thì cứ trên 45 tuổi là bắt buộc các nam giới người ta đi sàng lọc, người ta đi xét nghiệm cái PSA, bởi chúng ta biết là nếu ung thư tiền liệt tuyến ấy, thì gây tỷ lệ tử vong rất là cao, cho nên người ta cố gắng để phát hiện sớm, có cái biện pháp điều trị can thiệp kịp thời. Tiếp theo là các dấu ấn sinh học trong ung thư buồng trứng.
trong ung thư buồng trứng. Người ta đưa ra rất nhiều các cái dấu ấn sinh học trong cái ung thư buồng trứng, và ở đây những cái dấu ấn tôi đã đánh dấu màu đỏ ở đây, thì màu đỏ ở đây là người ta thường được sử dụng, thường xuyên được sử dụng trên lâm sàng, được chấp nhận rất nhiều các cái guideline khác nhau ở trên thế giới. Chúng ta có CA125 này, HE4 này, CA724 này, CA153, CEA hay là CA199, thì đấy là các cái dấu ấn mà người ta rất hay sử dụng trong cái tầm soát ung thư buồng trứng. Thì trong ung thư buồng trứng chúng ta hay nhắc đến cái CA125. CA125 là một cái dấu ấn mà sử dụng tương đối sớm, thì nó có giá trị trong theo dõi tiến triển hay là tái phát của cái ung thư buồng trứng. Và rồi thì nồng độ CA có liên quan với cái kích thước khối khối u, và khi mà nồng độ CA125 tăng thì luôn cho biết khối u là khả năng còn sót. Tuy nhiên thì CA125 cũng tăng trong cái u chậu lành này, trong trường hợp có thai, có kinh hay là viêm vùng chậu, hay là hội chứng tăng kích thích buồng trứng, viêm phúc mạc và xơ gan hay là viêm tụy. Và chúng ta lại lưu ý rằng những trường hợp này thì nó tăng rất là thấp thôi, tăng với cái nồng độ gấp 2 đến 3 lần. Và rồi thì cái sự tăng đấy thường là nó ổn định và sau đó sẽ giảm dần nếu như chúng ta được điều trị. Khác với trường hợp mà nếu mà ung thư thật sự thì cái nồng độ của nó thường là tăng liên tục. Độ nhạy của một số các dấu hiệu trong ung thư kết hợp, trong các cái trường hợp mà kết hợp các cái dấu ấn sinh học khác nhau, ví dụ như khi kết hợp CA125 với lại HE4, thì chúng ta thấy là diện tích dưới đường cong lên đến 91,4%, và rồi có độ nhạy, có độ đặc hiệu là 76,4, độ nhạy là 76,4 và độ đặc hiệu lên đến 71,6. Tương tự như vậy thì người ta có thể kết hợp rất nhiều các cái dấu ấn khác nhau để làm sao, để mục đích làm tăng độ nhạy, tăng độ đặc hiệu, tăng độ nhạy, tăng độ đặc hiệu, tăng giá trị của các cái dấu ấn ung thư này. Cái dấu ấn SCC, SCC là chữ viết tắt của cái từ là squamous cell carcinoma, hay chúng ta gọi là cái tế bào vẩy. Thì SCC chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung tế bào vẩy, và chúng ta biết là cũng có thể là ung thư phổi, mà cái nhóm mà không tế bào nhỏ gọi là ung thư phổi tế bào vẩy, thì nó cũng có thể tăng SCC. Ngoài ra SCC thì có thể tăng trong ung thư thực quản, bởi chúng ta biết là ung thư thực quản là có cái biểu mô tế bào vẩy, cho nên là khi mà ung thư thực quản thì SCC có thể tăng. SCC cũng có thể tăng không đặc hiệu trong một số trường hợp, ví dụ suy thận, bệnh nội khoa. Nhắc đến suy thận thì chúng ta phải nên nhớ rằng là gì, có rất nhiều các cái dấu ấn ung thư được bài tiết qua thận, và chính vì bài tiết qua thận cho nên là khi suy thận thì cái nồng độ dấu ấn ung thư nó có thể tăng lên, cho nên bác sĩ lâm sàng cần phải chú ý khi chúng ta kiểm tra sức khỏe mà cho bệnh nhân, mà nếu thấy nồng độ dấu ấn ung thư tăng lên thì chúng ta phải chú ý kiểm tra các cái vấn đề liên quan các bệnh lý kết hợp, để chúng ta xác định xem cái nguyên nhân tăng ấy có thực sự do ung thư hay không. Thì sử dụng cái SCC trong ung thư cổ tử cung thì có thể xác định cái giai đoạn bệnh này, tiên lượng bệnh, phát hiện sớm có tái phát hay không, hay theo dõi điều trị. Và SCC thì có giá trị trong tiên lượng và theo dõi ung thư tế bào vẩy. Người ta cũng đưa ra cái thuật toán để đánh giá nguy cơ cái ung thư buồng trứng. Người ta gọi cái thuật toán đó hay là cái chỉ số đó chính là chỉ số Roma. Chỉ số Roma, các bác sĩ có thể liên hệ đến thành phố Rome, đúng không ạ? Roma. Và cái thuật toán này thì có thể tra ở trên trên trang web sau khi chúng ta có một số các cái xét nghiệm, và rồi chúng ta sẽ điền thông tin trên trang web này để nó tính toán ra cho chúng ta cái chỉ số Roma, các chỉ số Roma. Thì cái thành phần của chỉ số Roma ở đây thì chúng ta thấy là gì, có cái nồng độ của HE4 này, nồng độ của CA125, và các cái thông số về tuổi giới, rồi thì mãn kinh hay không mãn kinh, có những cái hướng dẫn cụ thể thì các bác sĩ có thể tham khảo thêm ở trên trang web mà tôi có cái địa chỉ ở đây. Người ta cũng đưa ra cái cut off của cái chỉ số Roma,
cut off ở chỉ số Roma, thì đưa ra các cái đối tượng mà phụ nữ tiền mãn kinh với phụ nữ mãn kinh thì có các cái chỉ số, có các cái giá trị khác nhau, có các giá trị khác nhau để chẩn đoán cái nguy cơ ung thư buồng trứng. Về cái kết luận về chỉ dấu ung thư buồng trứng là gì? Nhất là CA125 thì nhạy trong ung thư buồng trứng, đặc biệt ở giai đoạn muộn và ở phụ nữ mãn kinh, kém đặc hiệu ở giai đoạn sớm mà phụ nữ còn có kinh nguyệt. Thêm HE4 vào CA125 thì giúp cải thiện độ nhạy và độ đặc hiệu. HE4 có thể sử dụng để theo dõi ung thư buồng trứng và hỗ trợ cho CA125 trong những trường hợp không tăng CA125, tức là khi chúng ta đi kiểm tra cho cái trường hợp mà ung thư buồng trứng mà nếu thấy chỉ số nào tăng thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ số đó để chúng ta gì để chúng ta theo dõi điều trị. Và bổ sung thêm nữa là thuật toán Roma giúp phân loại bệnh nhân nguy cơ thấp hoặc nguy cơ cao đối với ung thư buồng trứng một cách tương đối chính xác. Cái dấu ấn tiếp theo là dấu ấn cho ung thư máu. Cho ung thư máu thì chúng ta về hóa sinh thì rất ít dấu ấn thôi, bởi vì chúng ta có các cái dấu ấn về huyết học. Dấu ấn về huyết học là các cái dòng tế bào, ví dụ như bạch cầu tủy cấp, bạch cầu tủy mãn hay là u lympho vân vân, thì nó có những cái dấu ấn về huyết học khi đó thì có quan trọng hơn. Thế còn thì dấu ấn về hóa sinh thì chúng ta có beta 2 microglobulin, cũng là một cái xét nghiệm rất là dễ dễ làm, dễ thực hiện. Thì beta 2 microglobulin có giá trị tiên lượng cho cái bệnh ác tính của hệ thống lympho, và bệnh nhân có beta 2 microglobulin cao thì có thời gian sống ngắn hơn với cái bệnh nhân mà có giá trị bình thường. Theo dõi và kiểm tra bệnh nhân ung thư máu dòng lympho lympho mạn thì tăng beta 2 microglobulin trong dịch não tủy là dấu hiệu có liên quan đến cái hệ thống thần kinh trung ương. Một dấu ấn nữa là dấu ấn ung thư bàng quang, chúng ta có TPA, ung thư bàng quang chúng ta có TPA. TPA thì được dùng để kiểm tra, điều trị và theo dõi các cái bệnh nhân bị carcinoma bàng quang, bị ung thư bàng quang. TPA cũng tăng trong cái ung thư vú, ung thư phế quản, ung thư trực tràng, ung thư cổ tử cung và buồng trứng. Và trên cái hình ảnh này thì tôi có thống kê việc lựa chọn cái tumor marker nào là tốt nhất. Đấy, việc lựa chọn tumor marker nào là tốt nhất. Thì ở đây các quý vị nhìn thấy ví dụ ung thư gan, cái đầu tiên là chúng ta làm AFP. AFP là một cái rất là phổ thông mà giá thành nó cũng tương đối thấp. Sau đó nếu có thể thì AFPL3, rồi thì PIPK2, và nếu bệnh nhân có điều kiện ấy, thì chúng ta làm cả ba dấu ấn này cùng một lúc để đỡ mất thời gian. Thì xét nghiệm tương đối là giá thành tương đối là có thể chấp nhận được. Hay là ung thư biểu mô đường mật hay ung thư ống mật thì chúng ta sử dụng CA199, ung thư tụy là CA199, và có thể có những cái lựa chọn thứ hai nữa. Ung thư dạ dày chúng ta có CA724, ung thư trực tràng chúng ta có CEA, đấy là những ưu tiên lựa chọn. Hay ung thư thực quản, ung thư phổi chúng ta đề cập ở trên là SCC. Đối với ung thư vú thì chúng ta có CA153 là ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Ung thư buồng trứng thì chúng ta có CA125. Ung thư cổ tử cung chúng ta cũng có SCC, CEA. Hay là tiền đình tuyến thì chúng ta nhắc thường xuyên đến PSA, pre-PSA. Rồi ung thư tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn chúng ta có beta-HCG. Chúng ta biết là đây là một cái xét nghiệm rất là quen thuộc, đúng không ạ? Để chẩn đoán cái gì ạ? Để chẩn đoán, để xác định xem là có thai hay không. Xét nghiệm beta HCG. Tuy nhiên ở nam giới thì hoàn toàn có thể chỉ định, hoàn toàn có thể chỉ định trong trường hợp mà nghi ngờ ung thư tinh hoàn, nghi ngờ ung thư tinh hoàn. Rồi thì ung thư tuyến giáp chúng ta có TG và calcitonin, TG và calcitonin. Phần trình bày của tôi tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các quý vị, các bác sĩ đã chú ý theo dõi. Và sau đây thì nếu các bác sĩ có những câu hỏi gì thì gửi về ban tổ chức, chúng ta cùng trao đổi. Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia ạ. Và vừa rồi, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe phần trình bày báo cáo vô cùng chuyên sâu về nội dung các xét nghiệm trong sàng lọc chẩn đoán ung thư của đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Trân. Đó là những kiến thức vô cùng quan trọng và bổ ích. Thì sau đây chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để cho chuyên gia của chúng ta có thể nghỉ ngơi. Thì trong khoảng thời gian đó thì ban tổ chức chúng tôi xin được phép chia sẻ một số thông tin để quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc cũng như nội dung cần thảo luận, mong muốn chuyên gia của chúng ta có thể chia sẻ thêm qua hai hình thức.
Thứ nhất là quý vị có thể comment nội dung câu hỏi ngay trong buổi phát trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Thứ hai là quý vị có thể gửi câu hỏi cho chuyên gia thông qua tin nhắn trong team. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ luôn cập nhật các câu hỏi của quý vị một cách nhanh nhất để gửi đến chuyên gia, để chuyên gia có thể giúp quý vị chia sẻ thêm những kiến thức. Và không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì giờ đây ban tổ chức của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị. Thì ngay bây giờ đây thì em xin phép gửi câu hỏi đầu tiên đến cho thầy là em xin phép hỏi ạ. Các xét nghiệm tumor marker được ứng dụng để theo dõi và tiên lượng trong quá trình điều trị ung thư. Vậy trong việc tầm soát nguy cơ ung thư thì dùng xét nghiệm tumor marker có giá trị hay không? Và làm thế nào để sử dụng tumor marker một cách hiệu quả nhất ạ? Dạ, em xin mời thầy ạ. Xin cảm ơn quý vị nào đã có câu hỏi. Câu hỏi cũng rất là hay. Tuy nhiên thì chúng ta biết là cái giá trị cao nhất của tumor marker đó là theo dõi điều trị, đó là theo dõi điều trị và tiên lượng. Việc tầm soát thì chỉ có một số các dấu ấn ung thư có giá trị tầm soát, ví dụ AFP trong trường hợp mà tầm soát cái ung thư biểu mô tế bào gan ở những đối tượng nguy cơ cao. Đối tượng nguy cơ cao ví dụ như là viêm gan virus B, viêm gan virus C, thì khi đó chúng ta mới dùng các cái dấu ấn này để tầm soát. Thế còn làm thế nào để sử dụng tumor marker có hiệu quả? Câu hỏi mặc dù là tương đối rộng nhưng tôi thấy là để mà sử dụng hiệu quả ấy, thì trước hết là chúng ta phải khám lâm sàng và định hướng trước. Nếu có thể thì định hướng trước. Ví dụ như mà khi bệnh nhân có cái dấu hiệu về hô hấp chẳng hạn, thì chúng ta nghĩ đến có vấn đề ở phổi. Khi đó chúng ta sẽ chỉ định các cái tumor marker liên quan đến ung thư phổi, ví dụ như là APCA, xin lỗi, CYPRA211, PROGIAP hay NSE. Hay ví dụ như bệnh nhân có một cái khối u ở đại trực tràng mà vô tình chúng ta soi, hoặc là polyp đại trực tràng, vô tình chúng ta soi thấy có polyp hay có khối u, thì ngay lập tức chúng ta chỉ định CEA chẳng hạn. Như vậy là rất hiệu quả. Cái từ hiệu quả ở đây thì nó mang cái hai cái nghĩa. Thứ nhất, cái nghĩa đầu tiên phải là hiệu quả về kinh tế, làm sao chúng ta tiết kiệm nhất. Còn cái đơn giản nhất là nếu bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta sẽ chỉ là chúng ta khi kiểm tra sức khỏe chúng ta sẽ kiểm tra một loạt các cái tumor marker luôn. Đấy, hiệu quả thứ nhất là về kinh tế. Hiệu quả thứ hai là có giá trị để ví dụ để theo dõi điều trị chẳng hạn, thì trước khi điều trị chúng ta phải định lượng các cái tumor marker để xem là tumor marker nào nó tăng ấy, thì khi đó chúng ta sử dụng đúng một cái marker đấy để chúng ta tầm soát, thì khi đó rất là hiệu quả. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia. Thì chắc hẳn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia đã một phần nào giải đáp thắc mắc của đại biểu. Và câu hỏi của đại biểu Nguyễn Triệu Vân qua team, tôi xin hỏi khi giá trị của marker tăng bao nhiêu lần thì có giá trị chẩn đoán? Em xin kính mời chuyên gia. Câu hỏi lại cũng rất là hay. Tuy nhiên lại tùy theo từng loại marker khác nhau để có cái giá trị cut off khác nhau. Cái mà người ta nói bao nhiêu lần đấy là người ta nói đến cut off. Và tùy theo cái giá trị cut off ấy thì nó có cái độ nhạy hay độ đặc hiệu khác nhau. Ví dụ như là AFP mà khi chúng ta lấy giá trị cut off là 10 nanogram trên ml, và khi nó tăng gấp 2 lần tức là 20 nanogram trên ml thì khi đó nó có độ nhạy là khoảng 30 đến 40%. Nhưng nếu nó tăng trên 5 lần, tức là chúng ta nó tăng trên 50 nanogram trên ml, giá trị bình thường là dưới 10 nanogram trên ml, tăng 5 lần tức là 50 nanogram trên ml, thì lúc bấy giờ độ nhạy của nó tăng lên đến 50 đến 60%. Và khi chúng ta lấy cái giá trị mà tăng gấp 10 đến 20 lần, thậm chí 30 lần, 50 lần, thì khi đó giá trị chẩn đoán của nó cũng tăng theo. Có một số các cái guideline, một số các cái tài liệu người ta nói rằng khi mà nồng độ AFP mà tăng trên 20 lần thì khi đó cái độ nhạy của nó có thể tăng lên đến 80 đến 90%. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như vậy là tóm lại, giá trị chẩn đoán của nó phụ thuộc vào gì? Cut off, và tùy theo loại marker sẽ có những cái guideline, có cái hướng dẫn, có cái giá trị tham chiếu cụ thể. Xin cảm ơn.
Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia về câu trả lời vừa rồi ạ. Thì các xét nghiệm trong sàng lọc chẩn đoán ung thư là một chủ đề rất quan trọng cũng như là phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên sâu. Chính vì vậy, nếu đại biểu nào đang theo dõi chương trình có câu hỏi thì xin gửi về cho ban tổ chức, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi đến chuyên gia một cách nhanh nhất ạ. Em xin gửi đến thầy câu hỏi tiếp theo ạ. Nên làm gì khi kết quả xét nghiệm marker ung thư tăng, và nếu marker ung thư tăng trong các bệnh lý viêm lành tính thì sau bao lâu kiểm tra lại ạ? Em xin kính mời thầy ạ. Nên làm gì khi kết quả xét nghiệm marker ung thư tăng? Thì chúng ta thấy cái giá trị đặc biệt của marker ung thư chính là định hướng chẩn đoán. Ví dụ bạn làm một loạt các cái tumor marker nhưng có một cái tumor marker nào đấy tăng, thì ngay lập tức nó định hướng cho các bác sĩ phải làm những cái kiểm tra tiếp theo để định hướng, để xác định xem cái nguồn gốc của cái việc tăng cái tumor marker đấy là gì. Ví dụ như là khi chúng ta làm một loạt các marker ung thư, chúng ta thấy AFP tăng lên, chỉ có AFP tăng lên thôi, thì ngay lập tức các bác sĩ lâm sàng phải có cho bệnh nhân đi siêu âm gan này. Và siêu âm, nếu không thấy gì thì phải làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn nữa để chúng ta xác định xem là cái nguồn gốc của việc tăng AFP đấy là gì. Nếu như tìm ở gan không thấy thì AFP bản thân nó cũng là một cái kháng nguyên bào thai, chúng ta sẽ phải tìm xem những cái cơ quan nào khác có thể ung thư và từ đó có thể làm tăng cái nồng độ AFP. Thế còn độ nhạy và độ đặc hiệu của các cơ quan đối với chỉ định này, câu hỏi này thì không hiểu lắm về ý của bác sĩ. Tuy nhiên là độ nhạy, độ đặc hiệu thì tùy theo cái tumor marker khác nhau thì sẽ có cái độ nhạy, độ đặc hiệu khác nhau đối với cơ quan khác nhau. Ví dụ như CEA nó có độ nhạy rất là cao đối với cái ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên đối với ung thư phổi thì cái độ nhạy của nó có thể thấp hơn. Xin cảm ơn câu hỏi. Dạ, em xin cảm ơn thầy ạ. Quả thực thì chủ đề sàng lọc chẩn đoán ung thư là một lĩnh vực thu hút rất nhiều sự quan tâm của quý vị đại biểu. Chính vì vậy là giờ đây thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Em xin phép được gửi thầy đến câu hỏi tiếp theo. AFP là dấu hiệu được sử dụng trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư biểu mô tế bào gan của Bộ Y tế. Nhưng theo báo cáo, độ đặc hiệu của AFP thấp hơn khi PIK2 và HCC. Như vậy, trong trường hợp AFP bình thường thì có cần chỉ định tiếp PIK2 hoặc HCC không? Em xin cảm ơn ạ. Đây, cảm ơn. AFP và PIK2 ấy, nếu như mà xét nghiệm AFP bình thường mà bệnh nhân có một cái khối u ở gan chẳng hạn thì chắc chắn là nên chỉ định thêm xét nghiệm PIK2. Nên chỉ định thêm PIK2. Và nếu PIK2 vẫn bình thường thì rõ ràng là chúng ta còn một cái lựa chọn nữa, đấy chính là cái gì, cái AFPL3 nhé, AFPL3. Tuy nhiên đấy, nếu mà ung thư biểu mô tế bào gan mà cũng có cái loại mà nó hoàn toàn không tăng một cái dấu ấn nào thì khi đó thì rõ ràng là dấu ấn không có giá trị trong chẩn đoán trong cái trường hợp này. Dạ, em xin cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi số 3 cũng rất là hay. Câu hỏi số 3. Vâng, em xin gửi đến thầy câu hỏi tiếp theo ạ. Giữa tầm soát ung thư chẩn đoán hình ảnh và máu, nếu được lựa chọn ưu tiên thì ưu tiên chỉ định nào hơn? Độ nhạy và độ đặc hiệu của cơ quan đối với chỉ định này ạ. Giữa chẩn đoán hình ảnh và máu, chúng ta biết là khi mà đã phát hiện trên hình ảnh thì khi đó rất là muộn rồi. Ung thư phổi mà các bạn đã nhìn thấy hình ảnh có khối u này, hình ảnh mặt trời mọc này, vân vân, thì trường hợp ấy quá muộn rồi. Thế còn nếu mà ung thư gan mà chúng ta đã thấy một khối u to, thậm chí là to bằng quả táo thôi chẳng hạn, thì trường hợp đấy rất là muộn rồi. Cho nên nếu nói đến gì tầm soát ung thư sớm thì chúng ta phải ưu tiên xét nghiệm máu, xét nghiệm tumor marker. Và rồi khi xét nghiệm tumor marker, nếu thấy nồng độ tumor marker tăng lên, khi đó chúng ta mới sử dụng các cái phương tiện tiếp theo, các cái chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm này, PET CT vân vân, để chúng ta kiểm tra xem cái khối u nó như thế nào, nó to như sao. Và rồi thậm chí là chúng ta sẽ phải sinh thiết để làm hóa mô miễn dịch hay là hóa miễn dịch tế bào để chẩn đoán xác định. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay. Tóm lại ưu tiên là phải tumor marker, xét nghiệm máu. Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia. Thì câu hỏi của đại biểu rất là hay và câu trả lời của chuyên gia chắc hẳn đã phần nào giải đáp được thắc mắc của đại biểu.
Thì câu hỏi tiếp theo của đại biểu Nguyễn Anh Thu qua team. Thầy cho em hỏi về chỉ số NSE, bệnh phẩm máu để lâu hơn 60 phút có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân từ lúc lấy máu đến lúc gửi về cơ sở xét nghiệm thường lâu hơn 1 giờ. Như vậy, kết quả xét nghiệm được trả về có bị sai lệch nhiều hay không ạ? Em xin kính mời thầy ạ. Chắc chắn là bị sai lệch, tuy nhiên là còn tùy theo cái bảo quản nữa. Nếu như các bạn có phương tiện để trong đá vụn ấy mà đảm bảo giữ được nhiệt độ thì nó sẽ kéo dài hơn 1 giờ. Tuy nhiên còn còn nó bị ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm thì không có một cái tài liệu nào để nói cụ thể về trường hợp này cả. Xin cảm ơn câu hỏi. Dạ vâng, thưa quý vị, thì chương trình hội thảo trực tuyến của chúng tôi được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ 30 với các chủ đề nội dung vô cùng bổ ích. Chính vì vậy, quý vị nào đang quan tâm theo dõi chương trình thì hãy nhanh tay chia sẻ đến tất cả mọi người để lan tỏa những kiến thức bổ ích này. Và câu hỏi tiếp theo của đại biểu Lương Văn Hành qua team. Tôi có một bệnh nhân nam xét nghiệm CA724 là 592,7, đã nội soi tiêu hóa và CT phổi tầm soát ngày 1 tháng 11 năm 2023, không phát hiện bất thường, thương tích. Vậy trong trường hợp này có thể có những khả năng nào xảy ra? Em xin cảm ơn ạ. Em xin kính mời thầy ạ. Về cái câu trả lời, cái câu hỏi khả năng nào xảy ra thì cái khả năng đầu tiên phải kiểm tra đấy là xét nghiệm có chính xác hay không. Ở đây không muốn nói đến là cái labo xét nghiệm đó sai. Tuy nhiên chúng ta biết là cần phải lưu ý các bác sĩ là trên lâm sàng ấy, phần lớn các cái phương pháp định lượng các tumor marker có liên quan đến phản ứng kết hợp giữa kháng nguyên kháng thể, giữa kháng nguyên và kháng thể, và rất nhiều các cái nhà sản xuất sử dụng cái công nghệ biotin ceftavidin. Thì biotin, chú ý nó là cái mà một cái loại vitamin mà được bổ sung rất nhiều trong thực phẩm chức năng. Nếu như bệnh nhân mà sử dụng một cái thực phẩm chức năng nào mà có chứa biotin thì cái nồng độ các tumor marker, rất nhiều các tumor marker bị tăng lên. Như vậy cái việc đầu tiên chúng ta phải gì, kiểm tra, hỏi lại bệnh nhân xem là có sử dụng thực phẩm chức năng nào không. Thứ hai là chúng ta sẽ phải kiểm tra lại, kiểm tra lại, có thể là cho bệnh nhân nhịn ăn, sau đó sau dừng hết tất cả các loại thuốc, sau đó là một tuần sau thì lấy máu kiểm tra lại. Đấy là cái khả năng đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra kết quả xét nghiệm. Cái khả năng thứ hai là có thể ở một cơ quan nào đó xuất hiện khối u mà chúng ta chưa biết đến. Bởi vì CA724 là một cái kháng nguyên, cũng là kháng nguyên bào thai, kháng nguyên của tế bào non. Cho nên chúng ta phải hết sức chú ý. Nói tóm lại trong trường hợp này thì để mà tìm ra được hết tất cả những khả năng thì khó. Nhưng chúng ta cần phải theo dõi nó, phải theo dõi nó. Như tôi đã nói ở trên, nếu nghi ngờ về kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố thì sau một tuần chúng ta lấy máu kiểm tra lại. Thứ hai là nếu như sau một tuần kiểm tra mà nồng độ vẫn như thế, chúng ta phải tiếp tục chỉ định những cái xét nghiệm tiếp theo để kiểm tra. Xin ý kiến hết. Dạ vâng, em xin cảm ơn chia sẻ vô cùng là bổ ích vừa rồi của thầy. Thì tiếp theo là đại biểu Dương Sa có gửi đến thầy một câu hỏi. Thầy cho em hỏi có mắc cơ ung thư nào để kiểm tra ung thư xương không ạ? Em xin kính mời thầy ạ. Một câu hỏi rất hay, tuy nhiên là không có một cái, cho đến nay thì chưa có cái marker ung thư nào thực sự đặc hiệu cho xương, hay là nói đúng hơn là có cái độ nhạy cao cho xương. Tuy nhiên ung thư xương nếu xuất hiện các tế bào non thì rất có thể các cái kháng nguyên bào thai là có cái chữ CA ấy, ví dụ CEA, CA724, AFP, đấy là những kháng nguyên bào thai, nó có thể tăng lên. Tuy nhiên cho đến nay thì chưa có một cái marker nào thực sự người ta sử dụng để tầm soát trong các trường hợp ung thư xương. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, cảm ơn các đại biểu đang quan tâm chương trình. Và giờ đây ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị. Thưa thầy, là đại biểu tiếp theo Cao Minh Hoàng có gửi cho thầy một câu hỏi. Thầy cho em hỏi dấu hiệu CA tăng trên 10 nanogram trên 10 ml nanogram trên ml đường tiêu hóa có thể có thể tăng rõ ràng nhưng tăng thấp trong bệnh nhân viêm tụy hay suy tụy không ạ? Dạ, em xin kính mời thầy ạ. Trong trường hợp mà suy thận ấy thì ta chú ý là các cái tumor, một số các tumor marker có thể tăng. Khi đó thì hãy chú ý xem là nó có phải tăng thực sự do ung thư hay không, hay là tăng do suy thận mà không lọc, không đào thải được cái tumor marker kịp thời. Tuy nhiên trường hợp mà suy thận thì nồng độ nó tăng rất là thấp thôi. Nếu dấu hiệu mà CA tăng trên 10 nanogram trên ml
chắc là tác giả quý vị nào hỏi thì nếu nó tăng nhẹ trên 10 nanogram trên ml thì nhìn chung các tumor marker giá trị thực sự người ta phải tính là tăng theo số lần nhé. Độ nhạy độ đặc hiệu thì thường tính là tăng theo số lần. Do vậy thì quý vị cần phải chú ý xem là nó tăng bao nhiêu lần, và đồng thời phải kiểm tra xem là chức năng thận có bình thường hay không, nồng độ ure creatinin máu có bình thường không, độ thanh thải creatinin có bình thường hay không, để khi đó chúng ta xác định xem là có cái nguyên nhân nào gây tăng cái nồng độ CA. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, cảm ơn đại biểu đã gửi đến câu hỏi cho chương trình. Tiếp theo thì đại biểu Trần Khôi có gửi đến thầy một câu hỏi. Thưa thầy, cho em hỏi, hiện nay ở Việt Nam có những cơ sở y tế nào có thể tầm soát các tumor Bắc cơ ạ? Em xin kính mời thầy ạ. Rất nhiều cơ sở có thể tầm soát cái tumor marker. Tuy nhiên thì chúng ta biết là Medlatech là một cái công ty hàng đầu. Tại sao hàng đầu? Đây không phải là vấn đề về quảng cáo, nhưng mà thứ nhất là có cái hệ thống mà được kiểm soát tốt chất lượng. Người ta theo cái tiêu chuẩn ISO 15189 rồi, lại còn theo tiêu chuẩn CAP, tiêu chuẩn CAP của Hoa Kỳ nữa. Cho nên là thực ra cái xét nghiệm của Medlatech là rất là chuẩn, chuẩn xác. Và hệ thống của Medlatech thì từ Bắc đến Nam, các bác sĩ lâm sàng thấy là chỗ nào cũng đã thấy Medlatech rồi. Như vậy tại sao người ta phát triển như vậy? Bởi vì người ta khẳng định được chất lượng. Đấy, người ta khẳng định được chất lượng, và đặc biệt là cái xét nghiệm tại nhà, lấy máu tại nhà nó rất là thuận tiện, rất là thuận tiện. Bất kỳ lúc nào các bạn telephone thì đều có người đến tận nhà lấy máu, và sau khi lấy máu xong thì trả kết quả qua điện thoại. Ngay bản thân tôi cũng đôi khi muốn làm xét nghiệm cũng gọi alo cho Medlatech. Đấy là cơ sở đầu tiên. Thế ngoài ra thì các bệnh viện công, các bệnh viện ví dụ như ở Hà Nội là Bạch Mai, Việt Đức, 103, 108 thì chỗ nào cũng có tumor marker cả. Tuy nhiên thường là vì tumor marker nó cần cái hệ thống máy móc tương đối hiện đại, các hệ thống máy miễn dịch hóa phát quang, điện hóa phát quang, cho nên những cơ sở lớn thì thường mới nên xét nghiệm tumor marker. Còn các phòng khám nhỏ lẻ người ta cũng quảng cáo là có thể xét nghiệm tại chỗ, nhưng hãy cẩn thận bởi vì khả năng là cái chất lượng nó không được đảm bảo. Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay. Để có dịp chúng ta chia sẻ xem cơ sở nào có thể làm tumor marker một cách tốt nhất. Xin Dạ cảm vâng, ơn. em xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia ạ. Thì các đại biểu đang quan tâm đến chương trình hãy nhanh tay gửi câu hỏi về cho ban tổ chức thì chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến chuyên gia một cách nhanh nhất. Tiếp theo là đại biểu Lê Xuân Đồi có hỏi thầy một câu, hiện có xét nghiệm máu nào phát hiện sớm ung thư thận không ạ? Em xin kính mời thầy ạ. Rất tiếc là xét nghiệm trực tiếp tumor marker thì không, nhưng xét nghiệm gián tiếp thì có. Ví dụ như gián tiếp khi chúng ta đánh giá cái tổn thương thận, ung thư thận thì thường là có các cái dấu ấn của cái tổn thương thận, ví dụ như là NGAN, hay là cystatin C, hay là xét nghiệm microalbumin niệu. Khi ung thư thận thì nó có thể có các cái biểu hiện cái xét nghiệm về dương tính trong nước tiểu. Tuy nhiên cái thật sự gọi là tumor marker cho ung thư thận thì chúng ta không có. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ là ung thư cổ tử cung chỉ có nguy cơ cao tại phụ nữ đã qua quan hệ tình dục, phụ nữ chưa qua quan hệ tình dục có cần thực hiện tầm soát ung thư không? Em xin kính mời thầy ạ. Câu trả lời là có nhé, bởi vì có rất nhiều các nguyên nhân, có rất nhiều các cái trường hợp ung thư cổ tử cung. Tại sao người ta nói đến phụ nữ đã và chưa quan hệ tình dục là liên quan đến ung thư do cái vi khuẩn HPV, do cái virus HPV. Tuy nhiên những trường hợp khác hoàn toàn có những khối u nguyên phát ở những người mà chưa bao giờ quan hệ tình dục nhé. Những trường hợp đấy cũng hoàn toàn, nếu chúng ta nghi ngờ, chúng ta hoàn toàn có thể tầm soát ung thư. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị, thì ban tổ chức trân trọng cảm ơn chuyên gia với phần thảo luận vô cùng sôi nổi vừa rồi. Thì xin cảm ơn quý vị đã gửi đến câu hỏi cho ban tổ chức. Tuy nhiên là do thời lượng chương trình có hạn nên những câu hỏi mà quý vị gửi về cho ban tổ chức chưa được chuyên gia giải đáp và chia sẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp lại và gửi chuyên gia. Sau đó trong thời gian ngắn nhất sẽ phản hồi riêng cho quý vị bằng nhiều hình thức khác nhau như gọi điện, gửi tin nhắn hoặc gửi qua email. Trước khi ghép lại chương trình thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn link form khảo sát để toàn thể quý vị đang theo dõi online có thể truy cập bằng cách link trên màn hình để làm test lượng giá khảo sát. Sau đó quý vị vui lòng nhập đầy đủ câu trả lời với mỗi câu hỏi tương ứng. Đây là một bài test bắt buộc để ban tổ chức có cơ sở để cung cấp chứng nhận CME cho quý vị có đủ điều kiện sau hội thảo.
và có rất nhiều thông tin thắc mắc cũng như định hướng của quý vị về cho ban tổ chức, thì chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp đó để có thể xây dựng những chương trình hội thảo trực tuyến tiếp theo hiệu quả hơn, tốt hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia đại tá phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Trân đã cùng đồng hành với chương trình của chúng em ngày hôm nay. Thì trước khi kết lại chương trình thì xin mời thầy gửi lời chào đến cho toàn thể quý vị đã và đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay ạ. Em xin kính mời thầy ạ. Trước hết thì xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi và đặc biệt là các quý vị đã gửi những cái câu hỏi. Những câu hỏi thực sự rất là hay, bởi vì nó không chỉ để chúng ta thảo luận để cùng nhau tìm ra vấn đề, mà nó cũng là gợi ý để chuyên gia cũng tìm hiểu thêm, đọc thêm các tài liệu để rồi thì bổ sung vào trong cái bài giảng của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau thời gian làm việc liên tục, nghiêm túc thì hội thảo trực tuyến ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình từ đầu đến cuối buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi xin phép được bật mí với quý vị chương trình hội thảo trực tuyến số 19 với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm MED Việt Nam với chủ đề ứng dụng của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán điều trị bệnh lý di truyền qua đường tình dục. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2023 trong tuần tiếp theo. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hội thảo tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn quý y bác sĩ đã tham dự hội thảo online số 18 do đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Trân chủ trì. Ngay lúc này, ban tổ chức chương trình hội thảo online sẽ mở đường link đăng ký hội thảo trực tuyến số 19 với chủ đề ứng dụng của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán điều trị bệnh lý lây truyền qua đường tình dục do phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, phó giám đốc trung tâm xét nghiệm Medlatech chủ trì. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Xin nhắc lại, chương trình số 19 được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Hội thảo cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình và làm bài post-test đạt từ 50% điểm trở lên. Ngay bây giờ, quý vị đăng ký tham dự có thể quét mã QR sau để truy cập đường link. Mọi thông tin cần giải đáp về hội nghị, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng, số điện thoại 0853 134 568.
Y tế Medlatech trân trọng cảm ơn quý y bác sĩ đã tham dự hội thảo online số 18 do Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Trân chủ trì. Ngay lúc này, ban tổ chức chương trình hội thảo online sẽ mở đường link đăng ký hội thảo trực tuyến số 19 với chủ đề Ứng dụng của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý lây truyền qua đường tình dục do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Medlatech chủ trì. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Xin nhắc lại, chương trình số 19 được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Hội thảo cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình và làm bài postcard đạt từ 50% điểm trở lên. Ngay bây giờ, quý vị đăng ký tham dự có thể quét mã QR sau để truy cập đường link. Mọi thông tin cần giải đáp về hội nghị, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng. Số điện thoại 0853 134 568. Hệ thống y tế Medlatech.